Để khởi động tiết học thật vui, cô mời chúng mình cùng nhau đứng lên hát múa bài hát Thế giới của tuổi thơ nào. Vui lên các em, hát to nha. Cảm ơn các con. Các con lấy sách trên mặt bàn. Thế giới của tuổi thơ, bài hát rất vui đúng không? Thế giới tuổi thơ của các con gắn liền với những con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu như những người bạn. Ở bài 1, các con đã được làm quen với những người bạn nào trong câu chuyện Một chuyến phiêu lưu nhỉ? Cô mời Phúc Lâm. Con thưa cô, ở bài 1, chúng con đã được làm quen với các nhân vật chuột xù, mèo nhép, rắn và bác Ngựa ạ. Rất tốt, cảm ơn con. Câu chuyện kể về một chuyến phiêu lưu của bạn mèo nhép và chuột xù. Mặc dù chuột xù đã nói bên kia sông nguy hiểm lắm, nhưng mèo nhép vẫn nhất định đòi sang bên này sông chơi. Và vì mèo nhép không nghe lời chuột xù nên đã bị rắn tấn công. May thay, hai bạn đã được bác Ngựa cứu. Các con đã nhớ lại được câu chuyện chưa? Rồi ạ! Ở tiết trước, chúng ta đã được làm quen với các cách sáng tạo và đã được bổ sung ở phần A đoạn 1, phần B ở đoạn 2. Bây giờ bạn nào giỏi có thể bổ sung thêm cho cô các chi tiết sáng tạo ở đoạn 3 và đoạn 4 của chuyện nào? Cô mời Phương Thư. Con thưa cô, y như chuột xù lo ngại vì mèo nhép vừa nhảy nhót khắp nơi lại còn hát véo von nên đã đánh động tới giấc ngủ của rắn. Rắn tức giận nhìn ra ngoài thì thấy mèo nhép, nghĩ thầm rằng mèo nhép cũng béo và mỡ màng nên chắc tối nay sẽ có một bữa ăn ngon, nên rắn lập tức quăng mình về phía của mèo nhép. Trên mỏm đá, chuột xù đang nằm nghỉ ngơi thì thấy cảnh tượng đó liền hét lớn lên: mèo nhép cẩn thận, có một con rắn kìa! Cùng lúc đó, chuột xù nhảy từ mỏm đá xuống đầu của rắn. Rắn bị tấn công bất ngờ nên tối sầm cả mặt mũi, còn chuột thì bị té văng ra xa, đau đến ngất lịm. Hay quá! Bạn đã sáng tạo theo cách nào các con nhỉ? Cô mời An Nhiên. Con thưa cô là bạn đã sáng tạo theo cách là đã kể lại được câu chuyện là rắn tấn công mèo nhép và chuột xù đến cứu mèo nhép ạ. Cảm ơn con. Cô muốn nghe thêm một ý kiến nữa. Cô mời Linh Anh. Con thưa cô, bạn đã sáng tạo thêm chi tiết là kể thêm suy nghĩ của rắn về mèo nhép nữa ạ. Đúng rồi, còn điều gì nữa không nhỉ? Bạn sáng tạo thêm những chi tiết nào ở trong phần kể của mình? Các con nhớ lại bài hôm trước chúng mình học ấy. Con thưa cô là bạn đã tả thêm phần chi tiết là bạn đã tả thêm về tả cảnh và sáng tạo thêm phần tả lời của nhân vật chuột xù ạ. Hay quá, đúng rồi đấy. Phần kể của bạn Thư, bạn đã biết thêm lời thoại cho nhân vật này, rồi thêm lời kể, lời tả cho đoạn truyện hấp dẫn hơn đúng không các con? Vậy bạn nào giỏi có thể kể thêm cho cô đoạn kết của câu chuyện này. Cô mời Dũng nào. Con thưa cô, trên lưng bác Ngựa trở về, chuột xù nằm thiêm thiếp vì mệt mỏi. Thấy vậy, mèo nhép ấy nấy lắm, tự trách bản thân mình vì đã làm bạn bị liên lụy đến. Lúc đó, hai mắt của chuột xù mở to ra, rồi bạn chợt tỉnh dậy. Mèo nhép xúc động quá, ôm chầm lấy bạn. Rồi bác Ngựa mở lời: còn phải biết rút kinh nghiệm từ bài học hôm nay, còn phải biết lắng nghe lời người khác, nếu không còn sẽ đặt mình và người khác vào chỗ nguy hiểm. Hay quá, cảm ơn con. Vậy ai phát hiện ra bạn Dũng đã sáng tạo đoạn truyện kết thúc này bằng cách nào? Cô mời Thùy Trang. Thưa cô, bạn đã sáng tạo thêm lời thoại của nhân vật bác Ngựa. Và gì nữa? Con thấy nó có giống kết thúc câu chuyện cũ không nhỉ? Con thấy bạn đã thay đổi kết thúc của câu chuyện. À đúng rồi đấy, bây giờ cô muốn hỏi thêm con này. Bạn thay đổi kết thúc của câu chuyện nhưng có làm thay đổi nội dung chuyện không? Không ạ. À đúng rồi đấy, cảm ơn con. Chúng mình lưu ý nhé, mặc dù chúng ta sáng tạo bằng cách nào thì chúng ta cũng không được làm thay đổi nội dung chính của câu chuyện. Cô khen các con đã nhớ được 2 cách kể chuyện sáng tạo và vận dụng rất tốt để kể lại câu chuyện một chuyến phiêu lưu đấy. Vậy ngoài 2 cách này còn có cách nào để sáng tạo câu chuyện nữa? Cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài ngày hôm nay. Bây giờ chúng mình sẽ lắng nghe câu chuyện được kể theo một cách khác và chú ý để trả lời cho cô 2 câu hỏi sau. Đọc cho cô 2 câu hỏi. Cô mời Khánh Chi. Vâng thưa cô, bài 1 nghe câu chuyện và trả lời các câu hỏi sau. A. Câu chuyện được kể theo lời của nhân vật nào? B. Nhân vật đó dùng từ ngữ nào để gọi mình và các nhân vật khác? Cảm ơn con. Mời chúng mình lắng nghe nhé. Chào các bạn, tôi là Chuột Xù. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện phiêu lưu ly kỳ của tôi và cậu bạn thân mèo nhé. Hôm ấy là một ngày rất đẹp trời. Chúng tôi đều muốn đi chơi. Tôi thì muốn chơi ở bên này sông, còn cậu bạn của tôi lại nằng nặc đòi đi chơi ở bên kia sông. Tôi vẫn nhớ lời dặn của bác Ngựa là bên kia sông nguy hiểm lắm. Thế mà chẳng hiểu sao mèo nhép lại cứ muốn đi chơi ở đó. Cậu ấy quả là thích phiêu lưu, nhưng phiêu lưu mà mất an toàn thì thật đáng sợ. Tôi cố gắng thuyết phục mèo nhép. Cậu ấy chẳng những không nghe mà còn chê tôi nhát. Cuối cùng tôi đành chịu thua và đi theo cậu ấy, vì không nỡ để cậu ấy mạo hiểm một mình. Trên lưng bác Ngựa trở về, tôi vẫn giả vờ nằm thiêm thiếp. Mèo nhép chắc là biết lỗi, cứ sụt xịt, nước mắt rơi ướt cả bộ lồng của tôi. So với lúc cậu ấy khăng khăng đòi sang sông chơi, thì bây giờ trông cậu ấy thật quá khác biệt. Tôi phải cố đến cười, cứ để cậu ấy ăn hận một lúc nữa, như thế mới có bài học chứ. Vậy bạn nào trả lời cho cô câu hỏi thứ nhất nào? Cô mời Nhật Minh. Con thưa cô, câu chuyện được kể theo lời của nhân vật Chuột Xù ạ. Các con có đồng ý với bạn không? À, đúng rồi đấy. Vậy nhân vật Chuột Xù dùng những từ ngữ nào để gọi mình và các nhân vật khác? Cô mời Bảo Minh. Con thưa cô, nhân vật đó dùng từ tôi để gọi mình, dùng từ cậu ấy và cậu bạn thân để gọi mèo nhép, và dùng từ bác Ngựa để gọi bác Ngựa. Cảm ơn con. Có bạn nào có ý kiến khác không? À, cô thấy là các bạn đều trả lời đúng rồi đấy. Nhân vật Chuột Xù dùng tôi để chỉ mình, dùng cậu ấy để chỉ mèo nhép và dùng bác Ngựa để chỉ bác Ngựa. Như vậy, trong bài này, người viết đã đóng vai nhân vật Chuột Xù để kể lại câu chuyện. Đóng vai để kể chuyện cũng chính là một trong những cách để kể chuyện sáng tạo đấy các con ạ. Khi kể chuyện, bạn Chuột Xù có nói 2 câu sau. Đọc giúp cô 2 câu này và nêu những từ in động. Cô mời Xuân Phúc. Mời con. Thế mà chẳng hiểu sao mèo nhép lại cứ muốn đi chơi ở đó. Mèo nhép chắc là biết lỗi, cứ sụt xịt. Các từ in động. Các từ in động được. Chẳng hiểu sao, chắc là... Rồi, cảm ơn con. Các từ chẳng hiểu sao, chắc là muốn thể hiện điều gì? Đọc cho cô yêu cầu của phần bài 1C. Cô mời anh Thư. C. Những từ in động thể hiện điều gì? A. Chuột Xù không chắc chắn về suy nghĩ, cảm xúc của mèo nhép. B. Chuột Xù không chắc chắn về suy nghĩ, cảm xúc của mình. C. Chuột Xù dự đoán được sự việc xảy ra tiếp theo. D. Chuột Xù thể hiện sự khách quan khi kể chuyện. Cảm ơn con. Bây giờ chúng mình sẽ suy nghĩ và giơ thẻ lựa chọn đáp án đúng nhá. Cô thấy chúng mình đều thống nhất một đáp án A. Bây giờ cô muốn hỏi xem nào. Minh Đức cho cô hỏi, tại sao con lại lựa chọn đáp án A mà không lựa chọn các đáp án khác? Con thưa cô, con lựa chọn đáp án A bởi vì khi con đọc các từ chẳng hiểu sao và chắc là thì con thấy nó giống như Chuột Xù không chắc chắn về suy nghĩ và cảm xúc của mèo nhé ạ. Rồi, cảm ơn Minh Đức. Cô cũng đồng ý với cả lớp, đáp án A là đáp án chính xác. Những từ chẳng hiểu sao chắc là sẽ thể hiện Bọn chuột xù không chắc chắn về suy nghĩ và cảm xúc của mèo nhép đấy. Khi các con không chắc chắn về suy nghĩ và cảm xúc của người khác thì các con có thể sử dụng những từ ngữ nào ngoài từ chẳng hiểu sao chắc là của bạn chuột xù? Cô mời Diệp Anh. Vâng thưa cô, con nghĩ là có thể dùng từ hay là. Hay quá, hay là gì nữa không? Cô mời Quỳnh Nhi. Con thưa cô là con bổ sung thêm có từ có lẽ là. Đấy là từ ngữ các con nhé. Rồi cô mời thêm một bạn nữa. Cô mời Dũng. Con thưa cô, con bổ sung thêm bạn thêm từ ngữ có thể với cả là chắc là. Đúng rồi, hay quá, cảm ơn các con. Tất cả những từ các con vừa nêu đều là những từ mang tính phỏng đoán để chúng ta có thể nói về suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật khác khi mà chúng ta không chắc chắn đấy các con ạ. Ngoài việc sử dụng từ ngữ thì bài văn này còn có điều gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp ở phần D. Đọc cho cô yêu cầu của phần D nào. Cô mời Hữu Bảo. Con đưa cô cách kể chuyện trong các đoạn văn trên có gì khác với cách kể chuyện trong bài văn trang 11 ạ? Rồi, cảm ơn con. Bây giờ các con đọc thầm cho cô hai mở bài này. Mở bài của bài văn trang 11 và mở đầu câu chuyện của các đoạn văn kể chuyện theo lời chuột xù. Bạn nào giỏi phát hiện cho cô hai cách mở đầu này có gì khác nhau? Cô mời Đức Duy. Con thưa cô, theo con thì bài mở đầu trang 11 thì nó sẽ giới thiệu chuyện và tên tác giả. Còn ở bên phần kể chuyện theo lời của chuột xù thì chuột xù sẽ giới thiệu mình ạ. Cảm ơn con. Có bạn nào có ý kiến nữa không? Cô mời Huyền. Con thưa cô là theo con nghĩ là phần mở bài ở trang 11 thì người ta giới thiệu câu chuyện, tên câu chuyện rồi giới thiệu đến tên của tác giả câu chuyện. Còn phần mở bài của theo lời chuột xù thì chuột xù giới thiệu bản thân mình rồi mới giới thiệu đến câu chuyện ạ. Các con có đồng ý với ý kiến của hai bạn không? Cô cũng nhất trí đấy. Ở bài văn kể chuyện trang 11 thì người viết sẽ giới thiệu câu chuyện đã nghe, đã đọc rồi giới thiệu tên câu chuyện và cả tác giả của câu chuyện nữa. Nhưng cách mở đầu của đoạn văn kể chuyện theo lời chuột xù thì người viết sẽ đóng vai chuột xù, tự giới thiệu bản thân, sau đó mới giới thiệu câu chuyện. Vậy nếu là một nhân vật khác giới thiệu câu chuyện này thì sẽ như thế nào nhỉ? Cô rất tò mò đấy. Bạn nào xung phong giới thiệu lại cho cô câu chuyện này bằng lời của nhân vật khác mà không phải là chuột xù nào? Cô mời Bảo Minh cho câu hỏi. Con sẽ giới thiệu câu chuyện bằng lời của nhân vật nào? Cô, con sẽ giới thiệu lại câu chuyện bằng lời của nhân vật mèo nhép ạ. Chúng mình cùng nhau lắng nghe bạn Bảo Minh nhá. Mời con. Chào các bạn, tớ tên là Mèo Nhép. Hôm nay chỉ vì sự ham chơi của mình mà tớ đã rút ra một bài học nhớ đời. Vì sự liều lĩnh, không chịu nghe ý kiến người khác mà tớ đã vô tình đưa mình và chuột xù vào hoàn cảnh khó xử. Có lẽ nếu bác ngựa không đến cứu kịp thời thì tớ cũng không còn ở đây để kể lại câu chuyện này cho các bạn nghe nữa rồi. Chuyện rất hay. Cảm ơn con Bảo Minh. Còn bạn nào muốn kể bằng lời của nhân vật khác nữa không? Nào. Đông quá. Rồi cô mời Linh Anh. Linh Anh, con muốn giới thiệu câu chuyện bằng lời của nhân vật nào? Con thưa cô, con sẽ giới thiệu câu chuyện theo lời nhân vật bác ngựa ạ. Cô rất là tò mò đấy. Mời con. Xin chào các bạn, tôi là bác ngựa đây. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện tôi đã dạy dỗ và giải cứu chuột xù và mèo nhép như thế nào nhé. Hôm đấy, lúc đang lim dim một giấc ngon lành, bỗng nhiên tôi nghe tiếng cốc cốc. Thì ra là mèo nhép và chuột xù muốn nhờ tôi đưa sang sông chơi. Nghe thấy vậy tôi liền khuyên ngăn. Thôi, hai cháu đừng có sang bên đấy, nguy hiểm lắm. Các cháu ở đây chơi thì hơn đấy. Nhưng vì mèo nhép kiên quyết quá, tôi đành mềm lòng chở chúng sang. Thật chả hiểu sao. Cảm ơn con. Các con có thích phần kể của hai bạn không? Cô rất thích phần giới thiệu của hai bạn. Và các con nghe thấy hai bạn đã tự giới thiệu bản thân mình bằng những từ ngữ nào? Cô mời Lâm. Con thưa cô, bạn Bảo Minh đóng vai mèo nhép đã tự giới thiệu mình bằng từ tớ. Còn bạn Linh Anh đóng vai bác ngựa đã tự xưng là tôi ạ. Cảm ơn con. Chúng mình thấy có đúng không? phần kể của hai bạn còn có điều gì thú vị nữa? Cô thấy chúng mình nghe rất là hào hứng và sôi nổi đúng không? Cô mời An Nhiên. Con thưa cô là con thấy các bạn đã có thêm những từ ngữ tả cảnh rất sinh động và hay ạ. Cảm ơn con. Ngoài tả cảnh ra thì các bạn có điều gì đặc biệt khi bạn giới thiệu câu chuyện nữa không nhỉ? Cô mời Thái bên cạnh luôn con. Con thưa cô, cả hai bạn đều biết và đều nắm rõ tính cách của các nhân vật trong câu chuyện, nên là các bạn đã bộc lộ khi đóng vai là các bạn đã bộc lộ đúng tính cách của nhân vật trong câu chuyện ạ. Ôi hay quá, cảm ơn con. Nhưng cô vẫn muốn biết thêm là khi mà chúng ta nghe hai bạn giới thiệu câu chuyện thì các con sẽ học được cái điều gì? Cô mời Phương Thư. Con thưa cô là phần giới thiệu của bác ngựa thì bạn đã có thêm là một cái từ hí để gọi là tiếng kêu của bác ngựa. À rồi, con gì nữa không? Thêm vào nhé thì sao? Con thưa cô thì đến phần của mèo nhép thì bạn chào các bạn và tự giới thiệu của bản thân mình ạ. Cảm ơn con. Mèo nhép đã giới thiệu câu chuyện bằng bài học rút ra của bản thân mình. Còn bác ngựa, ngoài việc là giới thiệu câu chuyện, bác ngựa còn có cả sở thích này. Nơi ở đâu nhỉ? Bác ngựa ở đâu nhỉ? Một ngôi nhà. À, một ngôi nhà đúng không? Trên cánh đồng hoang đúng không? Vậy thì để giới thiệu câu chuyện được hấp dẫn, các con có thể học cái cách của hai bạn. Chúng ta có thể lồng bài học này, lồng gì? Sở thích, rồi nơi ở đúng không? Của nhân vật chúng ta đóng vai đấy. Cô mời chúng mình thảo luận nhóm 4 để tìm hiểu sự khác nhau giữa cách kể lại diễn biến, cách kết thúc của bài văn kể chuyện trang 11 và các đoạn văn kể chuyện theo lời chuột xù. Cô mời chúng mình bắt đầu. Thời gian thảo luận nhóm đã hết. Cô mời một nhóm trình bày cho cô sự khác nhau giữa cách kể lại diễn biến của bài văn kể chuyện trang 11 và các đoạn văn kể chuyện theo lời chuột xù nào. Cô mời Dũng. Con thưa cô, cách kể lại diễn biến ở trong trang 11 thì người viết không phải là nhân vật ở trong câu chuyện mà chỉ là người kể lại. Còn cách kể lại diễn biến theo lời của chuột xù thì chuột xù đã kể cuộc phiêu lưu giữa mình và mèo nhép thú vị như thế nào ạ? Rồi, cảm ơn con. Cô muốn lắng nghe thêm một ý kiến nữa. Cô mời Phương Thư. Con thưa cô, cách kể lại diễn biến ở trang 11 thì người viết sẽ không phải là một nhân vật trong câu chuyện mà chỉ kể theo là cái sự suy nghĩ hoặc là sẽ được nghe hoặc được đọc. Còn đoạn văn kể chuyện theo lời của chuột xù thì sẽ là chuột xù đã là một nhân vật trong câu chuyện thì chuột xù sẽ kể lại diễn biến của câu chuyện một cách chính xác hơn. Rồi, cảm ơn con. Các con có đồng ý với ý kiến của hai bạn không? Có bạn nào bổ sung gì nữa không? Rồi, cảm ơn con. Cô cũng đồng ý với ý kiến của các con đấy. Cách kể lại diễn biến câu chuyện ở bài văn kể chuyện trang 11 thì người viết hoàn toàn không tham gia vào câu chuyện, chỉ kể lại các sự việc đã nghe, đã đọc hoặc đã chứng kiến thôi. Còn các đoạn văn kể chuyện theo lời chuột xù, vì người viết đã đóng vai nhân vật chuột xù để kể lại câu chuyện, nên toàn bộ diễn biến của câu chuyện sẽ được kể theo cảm nhận của nhân vật đóng vai là nhân vật nào? Đấy chính là sự khác nhau giữa cách kể lại diễn biến của câu chuyện. Thế còn cách kết thúc thì sẽ khác nhau như thế nào? Cô mời anh Thư. Con thưa cô, cách kết thúc bài văn kể chuyện ở bài văn kể chuyện trang 11 là người viết đã nêu cảm nhận của mình và bài học mà mèo nhép đã rút ra sau một chuyến phiêu lưu cùng chuột xù đấy ạ. Còn cách kết thúc của các đoạn văn kể chuyện theo lời của chuột xù là chuột xù đã nêu cảm nhận của mình về chuyến đi chơi đấy và đã làm cho mèo nhép rút ra được một bài học ạ. Cảm ơn con. Các bạn có đồng ý ý kiến của bạn không? Có. Cô cũng đồng ý ý kiến của các con. Ở bài văn kể chuyện trang 11 thì người viết chỉ đưa ra đánh giá và cảm xúc của mình về câu chuyện thôi. Nhưng các đoạn văn kể theo lời chuột xù thì người viết sẽ kể kết thúc câu chuyện theo chính cảm nhận của nhân vật mình đóng vai là nhân vật chuột xù đấy. Các con đã vừa nắm được sự khác nhau giữa cách mở đầu, cách kể lại diễn biến câu chuyện và cách kết thúc của bài văn kể chuyện trang 11 và các đoạn văn kể theo lời chuột xù. Vậy giờ bạn nào giỏi phát hiện cho cô các đoạn văn kể theo lời chuột xù còn kể thiếu một chi tiết so với bài văn kể chuyện mà tiết trước chúng mình học Bạn nào biết hiện ra? Cô mời Gia Bảo. Còn thưa cô, chuột xù còn kể thiếu một chi tiết là rắn tấn công mèo nhép và chuột xù cứu bạn mèo nhép ạ. Giỏi quá, đúng rồi đấy. Vậy bạn nào xung phong kể cho cô chi tiết còn thiếu này theo lời nhân vật chuột xù nào? Cô mời An Nhiên. Con thưa cô, con sẽ kể đoạn còn thiếu theo lời của nhân vật chuột xù ạ. Wow, quả thật đồng cỏ bên kia sông là một thế giới tuyệt đẹp và xanh mát quá đi thôi. Thích chí, mèo nhép đã tung tăng chạy nhảy khắp nơi mà không màng đến lời nhắc nhở của tôi là bên kia sông có nhiều hang rắn nguy hiểm lắm. Y như tôi lo ngại, rắn bị phá giấc ngủ nên đã vội vàng lao mình về phía mèo nhép. Từ trên mỏm đá tôi nhìn thấy cảnh tượng đó nên đã vội vàng lao xuống vào đầu của rắn để cứu mèo nhép. Rắn thì tối sầm mặt mũi, còn tôi bị choáng váng hết cả mặt mày. May thay, bác ngựa đến kịp thời để cứu chúng tôi và đưa chúng tôi trở về. Con thấy phần kể của bạn An Nhiên có hay không? Có. Thế bây giờ cô muốn hỏi thêm là bạn An Nhiên đã bộc lộ cảm xúc gì của nhân vật chuột xù trong phần kể vừa rồi nhỉ? Con thưa cô, qua lời kể của bạn An Nhiên, con thấy chuột xù đã bộc lộ cảm xúc cá nhân của mình. Cụ thể hơn nữa là quan tâm tới bạn mèo nhép khi không muốn bạn bị rắn tấn công ạ. Đúng rồi, cảm ơn con. Ở đây cô rất là khen An Nhiên đã biết bộc lộ cảm xúc rất phù hợp với nhân vật chuột xù trong tình huống vừa rồi. Rất là lo lắng và quan tâm đến bạn, đúng không cả lớp? Vậy thì các con thấy kể chuyện theo lời một nhân vật sẽ giúp cho câu chuyện như thế nào? Cô mời Duy nào. Con thưa cô, khi kể chuyện theo lời của nhân vật thì con nghĩ sẽ có thêm nhiều hình ảnh đặc sắc hơn ạ. Con sẽ nghĩ ra nhiều hình ảnh đặc sắc hơn đúng không? Rồi, cảm ơn con. Mới Đức. Con thưa cô, khi kể câu chuyện theo lời kiểu nhân vật sẽ giúp bộc lộ cảm xúc riêng của nhân vật đấy và giúp câu chuyện hay, cuốn hút và sinh động hơn ạ. Hay quá, cảm ơn các con. Cô thấy các con đều trả lời đúng rồi đấy. Rồi, cô rất khen các bạn. Vậy dựa vào kiến thức của bài trước, cô mời một bạn lên đây gắn cho cô các thẻ vào đúng trình tự của bài văn kể chuyện khi đóng vai nhân vật. Cô mời bạn nào xung phong? Thẻ của cô đang sắp xếp lộn xộn đúng không? Mời chúng mình nào. Rồi, cô mời Minh Đức nào. Anh này hơi dài, con cho lùi xuống. Chết rồi. Lùi xuống hẳn luôn, xuống hẳn dưới luôn. Con thưa cô, khi mà kể câu chuyện theo mà đóng vai nhân vật thì đầu tiên khi mở bài ta phải tự giới thiệu bản thân của nhân vật mình đóng, tiếp đến là giới thiệu câu chuyện. Còn ở phần tân bài thì sẽ kể theo cảm nhận của nhân vật mình đóng vai. Còn đến phần kết bài thì chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện theo cảm nhận của nhân vật ạ. Cảm ơn con. Nhận xét cho cô bài làm của bạn. Cô mời Chi. Thưa cô, con thấy bà làm đúng rồi ạ. Cảm ơn con. Cả lớp có đồng ý không? Cô thấy Đức đã làm đúng và trình bày đúng rồi. Bây giờ cô giúp Đức trình bày lại cho nó gọn gàng hơn nhá. Như vậy là các con đã nắm được các bước kể chuyện khi đóng vai nhân vật rồi đấy. Vậy chúng ta còn cần lưu ý những gì khi đóng vai nhân vật để kể chuyện? Cô mời một bạn đọc cho cô yêu cầu của bài tập số 2. Cô mời Duy đọc to nào. Bài 2, trao đổi về những điểm cần lưu ý khi đóng vai một nhân vật để kể lại câu chuyện. Câu chuyện được kể theo lời của nhân vật nào? Nhân vật kể chuyện xưng là gì? Các sự việc trong câu chuyện được kể như thế nào theo cảm nhận của nhân vật? Cảm ơn con. Chúng ta sẽ thảo luận nhóm 4 để trao đổi về các bước và những điểm cần lưu ý khi đóng vai một nhân vật để kể lại câu chuyện. Trả lời được 2 câu hỏi gợi ý trong sách giáo khoa này sẽ giúp các con xác định được trước khi viết cần làm gì, trong khi viết cần lưu ý những gì về cách sử dụng từ ngữ, về cách kể chuyện. Và để giúp các con rõ hình dung hơn, các con có thể chọn một nhân vật trong một câu chuyện bất kỳ mà mình thích và thử đóng vai nhân vật đó để trả lời các câu hỏi này. Chúng mình hiểu rõ nhiệm vụ chưa? Rồi ạ. Thời gian cho các con thảo luận nhóm 4 bắt đầu. Tôi nghĩ thì tớ thích câu chuyện Tống Cám hơn bởi nó gần gũi và nó còn vừa là câu chuyện dân gian. Chúng ta còn phải làm gì? Theo tớ thì tớ sẽ chọn câu chuyện Một Vụ Đám Tàu. Tớ đồng ý đấy. Thời gian thảo luận nhóm đã hết. Bây giờ cô rất muốn nghe ý kiến trao đổi của các con. Vừa rồi cô thấy các nhóm rất là sôi nổi đúng không? Nào, nêu cho cô những điểm cần lưu ý khi đóng vai một nhân vật để kể lại câu chuyện nào. Rất nhiều nhóm xung phong này. Rồi, cô mời nhóm của con. Con thưa cô, những điểm cần lưu ý khi đóng vai để kể lại câu chuyện là: trước khi viết bài văn đóng vai kể chuyện, chúng ta cần chọn nhân vật để đóng vai ạ. Còn cô, chúng ta cần chọn từ để tự gọi mình khi kể chuyện ạ. Chúng ta cần nắm rõ được tính cách của nhân vật để khi mà viết văn thì mình làm sao mà bộc lộ đúng cảm xúc với cả cảm nghĩ của nhân vật ạ. Chúng ta cần kể lại câu chuyện theo cảm nhận của nhân vật. Nào, cô mời bạn nào bổ sung thêm ý kiến cho nhóm bạn. Cô mời Nhật Minh. Con thưa cô, theo con khi kể chuyện thì cần phải kể theo đúng bố cục mở bài, thân bài và kết bài nữa ạ. Giỏi quá, cảm ơn con. Những gì mà các con vừa trao đổi thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau thống nhất những điểm cần lưu ý khi đóng vai để kể lại câu chuyện như sau. 1. Chúng ta cần lựa chọn nhân vật định đóng vai. Ở đây các con có thể chú ý lựa chọn những nhân vật chính để cho dễ kể, vì nhân vật chính sẽ tham gia vào hầu hết diễn biến của câu chuyện đúng không? Thế nhân vật mà chúng ta định đóng vai sẽ thường tự xưng là tôi này, tớ, mình này. Nhưng câu hỏi này, thế bác ngựa trong câu chuyện này mà xưng là tớ có được không nhỉ? Thế tại sao lại không được? Cô mời Duy. Con thưa cô, không được vì bác ngựa là người lớn tuổi hơn ạ. Đó, thì các con sẽ cần chú ý lựa chọn từ ngữ tự xưng cho phù hợp nhá. Và 2 là chúng ta sẽ giới thiệu, kể lại câu chuyện và kể kết thúc của câu chuyện theo cảm nhận của nhân vật mà chúng ta đóng vai. 3. Lưu ý thứ 3 đó là các con sẽ cần bộc lộ cảm xúc phù hợp với nhân vật mình đóng vai. Cô mời một bạn đọc lại cho cô những điểm cần lưu ý. Cô mời Duy. Con thưa cô, những điểm cần lưu ý khi đóng vai: 1. Lựa chọn nhân vật định đóng vai và từ ngữ tự xưng phù hợp. 2. Giới thiệu, kể lại câu chuyện và kể kết thúc của câu chuyện theo cảm nhận của nhân vật. 3. Bộc lộ cảm xúc phù hợp với nhân vật mình đóng vai. Cảm ơn các con. Các con nhớ lưu ý nội dung mở bài 1 và bài 2 của các con vừa tìm hiểu. Nó cũng chính là nội dung của phần ghi nhớ. Cô mời một bạn đọc to cho cô nội dung phần ghi nhớ nào. Cô mời Hữu Minh. Con thưa cô, con đọc ghi nhớ. Đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện cũng là một cách để viết bài văn kể chuyện sáng tạo. Bài văn có 3 phần: mở bài, đóng vai nhân vật để tự giới thiệu và dẫn dắt vào câu chuyện; thân bài, kể lại diễn biến câu chuyện theo cảm nhận của nhân vật mà em đóng vai; kết bài, kể kết thúc câu chuyện theo cảm nhận của nhân vật. Cảm ơn con. Trong khi thảo luận nhóm, cô thấy có rất nhiều bạn đóng vai kể chuyện rất hay và sáng tạo. Bây giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi có tên gọi thử tài đoán chuyện. Cô sẽ mời một số bạn lên đây đóng vai nhân vật, kể một đoạn chuyện mà bạn ý thích. Và nhiệm vụ các con đó là phải đoán xem nhân vật đó là ai trong câu chuyện gì. Ai xung phong nào? Rất nhiều bạn xung phong đúng không? Cô mời Minh Đức đầu tiên. Các con chú ý này là không được để lộ và không được nói mình là ai. Và phải đố các bạn biết mình đóng vai nhân vật nào trong câu chuyện gì. Ai mà là người đoán ra câu chuyện đầu tiên chiều nay sẽ có thưởng nha. Rồi, Minh Đức sẵn sàng chưa? Rồi, mời con. Khi chiếc đũa vung lên cũng là lúc mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu thay đổi. Quả bí ngô đã biến thành một cỗ xe, còn con chuột đã biến thành một chú bạch mã. Không những vậy, bộ váy trên người tôi đã biến thành một chiếc đầm tuyệt đẹp. Tôi liền nói: cháu cảm ơn bà ạ, nhờ bà mà cháu có thể đi dự tiệc rồi. Sau đó bà tiên liền bay lên trời, còn tôi thì lên xe và đến cung điện. Con đố các bạn đi. Vậy tôi đố các cậu, nhân vật đó là nhân vật nào và trong đây là câu chuyện gì? thì mỗi bạn một này rồi. Tùy con. Vậy câu hỏi đầu tiên, nhân vật này là nhân vật nào thứ 10? Mình biết đó. Tớ thấy câu chuyện cậu vừa đọc, cậu đã đóng vai nhân vật lọ lem. Đúng rồi các bạn. Đoán tên câu chuyện mà tớ vừa đóng nhé. Tớ mời Linh Anh ạ. Linh Anh ạ. Theo tớ, hình như là cậu đang đóng vai công chúa lọ lem trong câu chuyện Cinderella, đúng không? Cinderella, cổ tích về công chúa lọ lem Cinderella. Cô thấy câu chuyện vừa rồi rất là dễ đoán với các con. Bây giờ cô muốn có một câu chuyện nào khó hơn một tí nào. Ai giúp không? Cô mời Thi Trang. Đêm hôm đó, tôi sợ hãi tiến vào rừng, tay ôm món thịt cừu ngon lành. Bỗng có một con vật to lớn xuất hiện và lao tới. Tôi sợ hãi ngã lăn ra đất và hét lên khiếp đảm. Tôi ném món thịt cừu giấy xuống đất và chạy về nhà. Cứ ngày qua ngày tôi đều cho nó ăn thịt cừu. Dần dần con sư tử ấy cũng dần đổi tính. Có lần nó còn nằm xuống để tôi trải lông cho nó. Đố các bạn, tớ đóng vai nhân vật nào trong chuyện gì? Tớ nghĩ cậu đóng vai nhân vật Halima trong câu chuyện Thuần Phục Sư Tử. Đúng rồi. Thêm một câu chuyện nữa là khó hơn đi. Cô mời Linh Anh. Lúc tôi đang ngồi chải tóc bên bờ sông, bỗng nghe một tiếng sáo lanh lảnh vang vọng đâu đó. Ngó sang thì ra là một anh chàng bước ra từ vỏ dừa. Dưới gốc cây dừa, anh chàng đang ngồi hót sáo líu lo. Thấy chuyện lạ, tôi về kể cho chị Anh ấy. Chị ơi, có một anh chàng ở ngoài kia bước ra từ một quả dừa rất kỳ lạ, nhưng chả ai nghe cả. Nào, bây giờ đố các bạn, tớ đóng vai nhân vật gì trong câu chuyện gì? Tớ nghĩ rằng cậu đóng vai 10 con út trong ba cô con gái ở trong câu chuyện Sọ Dừa. Chúc mừng, là chính xác là rất giỏi. Cảm ơn. Cô thấy bạn Dung rất là siêu đấy. Bây giờ thêm một câu chuyện nữa và cô nghĩ là câu chuyện này sẽ rất khó với các con. Nào, ai xung phong? Nào. Cô mời Di nào. Khi vừa mới bị những người thợ săn bắt, tôi rất lo lắng và hoảng sợ. Sợ vì sẽ có ngày không gặp lại được người mẹ sói thân yêu của mình nữa. Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, tôi lại có thể chui ra khỏi hầm nơi mà mình bị giam giữ. Vì nhớ khu rừng nơi mình đã lớn lên, tôi đã cố gắng tìm lại đường để trở về với gia đình. Đố các bạn, tớ đóng vai nhân vật gì trong câu chuyện nào? Mời Hữu Minh. Tớ nghĩ là cậu đóng vai nhân vật cậu bé và ở trong câu chuyện Cậu Bé Rừng Xanh. Cậu bé cụ thể là gì? Thì mình theo tớ thì cậu đóng vai cậu bé người rừng và trong câu chuyện Cậu Bé Rừng Xanh. Thế Đức đi. Theo tớ đoán ý, thì đây là nhân vật Tắc Gian trong câu chuyện Cậu Bé Rừng Xanh. 10 điểm không có nhưng. Sạch thế nào được. Cô khen chúng mình đã kể chuyện rất hay và hấp dẫn. Và đặc biệt là cô thấy chúng mình còn đọc rất nhiều sách nữa. Đọc sách rất là có lợi cho chúng mình đúng không? Hôm nay chúng ta đã học cách kể chuyện sáng tạo nào. Cô mời Bảo Minh. Thưa cô, hôm nay chúng ta đang học được thêm cách kể chuyện sáng tạo là kể lại câu chuyện theo lời của nhân vật. Đúng rồi đấy. Kể chuyện theo lời của nhân vật cũng chính là đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện. Và đó cũng chính là một trong những cách kể chuyện sáng tạo đấy. Cô mời một bạn đọc lại cho cô các cách kể chuyện sáng tạo mà chúng ta đã được học. Cô mời Dũng nào. Các cách kể chuyện sáng tạo: thêm lời kể, tả lời thoại của câu chuyện, thay đổi cách kết thúc cho câu chuyện, đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện. Chúng ta có thể phối hợp linh hoạt tất cả các cách này để khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn và sinh động hơn. Các con chú ý nhé. Vậy tiết học này của chúng mình đã kết thúc. Về nhà, các con chú ý tập kể câu chuyện theo lời nhân vật mà mình đã chọn và có thể viết đoạn truyện vào vở. Tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cho cô xin một tràng vào tay.